11 giờ người lấy 6 xì rưỡi nha. Máy quen thì nó cũng không có chậm hơn máy bao nhiêu ha. Đều có cái mắc công bên tay mình quơ hơi nhiều. Mình đa số thấy quen hai tay nhiều lắm. Rồi, Vũ mến chào các bạn nha. Hiện tại mình đang ở trên đường 785 của Mỏ Công nha, Tân Biên, Tây Ninh. Thì hôm nay lên quay xe của Khang nè. Lúc trước thì mình quay Khang ha, chiếc John Deere này với chiếc 805 nha, Belugus 805 cài các bạn. Thì bây giờ lại là chiếc John Deere này với chiếc MF690 mấy bữa trước, không phải mấy bữa trước nữa. Hơn nửa tháng trước mình có quay việc này á. Đi ra giật lại dẫn ra đường xe nha. Thì cái chiếc 690 đó là cũng mới lấy đây á, mới lấy đây nha các bạn. Đó, bây giờ thì lên đây quay quay Khang xới để xả lúa trên này nè. 5065E nha. Quá bụi. Đất này đất đen nha. Đất đen thấy vậy cho bụi dữ lắm. Anh xới không bịt khẩu trang đâu nha. Ở đây thì anh em xới khô xạ khô nha. Xạ khô xong cái đầu mình xới lắp giống lại. Bây giờ là xới còn khoảng cả mẫu nữa mới xong nha. Xong rồi hai anh em đầu quay lên lắp giống nha. Tại vì ba người xạ mà bây giờ là xạ được 4 mẫu mấy rồi đó. Ở đây là anh em xạ cái giống OM 5451 nha. 5451 đây nè, các bạn cái tên này nè. Ở đây dùng trên này thì anh em ta rất là thịnh hành với cái giống 5451 nha. 5451 90-95 ngày. Rồi giờ đợi chiếc 690 lên nha. Zoom lên cao quá thì nó bị rung nha các bạn. Nó bị bể hạt nữa. Trời nắng nhìn thấy sao luôn. Cái xới chúng gốc á, chúng gốc nên nó là mấy cái răng nó bị lỏng ốc hết vậy, nó bị kêu rồi nha. Cái đất này là đất hồi trước là cao su thanh lý ra nè. Đây cao su thanh lý ra anh em tôi trồng mì ha. Chiếc này là chiếc của hổm là Khang nói là lấy là 230 triệu nha, 230 triệu là luôn cái đằng xới. Luôn cái đằng xới là 230 triệu nha. 690 chiếc này là anh chủ trước mua là từ nhập từ Nhật về luôn các bạn, nên nó là nó có turbo sẵn luôn nha. Turbo nó có sẵn luôn rồi. Chiếc này vẫn còn điện nha, chứ chưa có chuyển về cơ nha. Khang lên tới nè. Đất này lớn quá cũng khó quay nha các bạn.
rất là khó quay luôn. Năm không sáu lăm thì 65 á lực ơi. Không biết chiếc này có turbo chưa nha, như chiếc này chắc chưa có turbo quá, như 5075 mới có turbo á. Tại mấy cái dòng này mình ít quay, mình cũng không rành nha các bạn, có gì các bạn thông cảm nha. Ít quay mấy dòng trên đe này lắm. Đẹp ghê không? Thấy gì chứ, sới sới tới đây tới đâu là mấy anh xả tới đó luôn nha, ghê thiệt, mấy anh xả nhanh ghê. Đây là xả tay nha, chứ phải xả máy nha. Ê, con nãy thuốc chú nha. Ta đi cái đường này, cái đường này vô bọng mẹt dễ không chết luôn, không nói đâu. Trời ơi, nãy cho bọng mẹt chú đi ra chứ đâu. Rất nhanh luôn. Có cậu đi rất nhanh luôn nha. Ở chỗ đó có mấy cái gốc cây nha, nên nó là làm dấu lại để chúng rớt răng nữa. Ở đây tổng cộng là được 6 mẫu rưỡi các bạn, 6 mẫu rưỡi nha, 6 mẫu rưỡi sới xong, sới lắp nữa là nó chạy ra là được 13 mẫu ha. 13 mẫu tính mẫu 1 triệu thôi, 13 mẫu được 13 triệu. Vàng của Kim Bình đâu ngon á. Đúng rồi. Cái vàng này Khang nói hơi quá sức với chiếc này ha, tức là không phải bị ngang 2.2 mà nó quá sức, mà kiểu nó nặng á. Nó nặng. Chiếc này thì 5065E mà nó có turbo luôn nha, turbo rin của nó luôn. Mà nãy mình cứ tưởng 5075 mới có turbo chứ mà này 65 là có turbo luôn nha. Tranh thủ chạy cho anh em xạ ha. Chiếc này quá đã luôn.
cái vàng này là 2m4 nha, hình như là 2m3, 2m4 gì đó, Khang có không nhớ không chính xác nữa. Đống của anh Hùng ở Mỏ Công nha, anh Hùng hình như kế chỗ của ông Ly ông Tọt á, chỗ đóng ngọt á. Còn cái vàng của anh Khang chạy là mới là 2m2 của chú Ba Quang. Chiếc này chạy không lại chiếc kia. Tốc độ đi nhanh hơn nhiều ha. Nhanh hơn chiếc 5065 nhiều luôn. Năm không sáu lăm đi tục vô tiếng máy im hết, biết im tiếng máy rất im luôn. Với lại nữa Khang nói cái vàng này quá sức của nó, kiểu nó nặng á, nặng quá sức. Chứ cái này, chiếc này mà đi vàng của Kim Bình là ngon ha, đi vàng của Kim Bình là vừa nó nhẹ máy nữa. Chiếc này là sới vàng sới của Kim Bình là chắc vừa hết các bạn. Chỗ sau nó là 16.930 nha. 16.930. Chỗ trước là 11.224. Sao tắt máy cho nghỉ chút đi. Cái môi chưa có rảnh làm lại ha, mua rồi mà chưa có rảnh gác lên. 5065 nó có hai cần hai bên ha, bên đây cần bên kia. Đây sao đưa vào. Cái bô đó nè, cái bô nó ra cái bầu ha, cái bầu quá lớn luôn ha, cái bầu quá lớn đó mà nói vậy vậy. Bởi vậy cái âm thanh nó tới im nghe im tới sợ luôn. Không biết hai cái này cần này cần nào chính cần nào phụ á, cần nào số cần nào tình ha. Ở đây có thùng đựng đồ ở đây. Chơi cho hư bụi vậy đó. Chiếc này cực kỳ luôn. Đổ rồi, đổ rồi.
Chiếc này còn lực ghê các bạn ơi. Nãy giờ đạp các bạn nghe tiếng máy không? Rất đã luôn ha. Gió 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 sao gió Tyrone nè. Gì? 840-30 luôn. Gió này chắc mới thay quá. Không biết bữa gặp là thay chưa và quên ha. Gió trước này cũng còn được. Máy móc khù queo các bạn. Chiếc này rất đã luôn nha. Chiếc này về rửa lại cái thời thôi. Rửa lại cái mới có luôn. Này à, sới thì chắc cú nó phải dơ các bạn. Dù cho lót sàn này vẫn dơ ha. Anh này à, về để về cho dễ rửa. Đạp nghe rất đã luôn. Vỏ trước là 2 đâu rồi. Vỏ trước là 9.528 nha. 9.528. Bên đây con heo nó bị tôm dầu trên nè. Tôm dầu trên nên nó là nó bụi nó đóng vô ha. Chiếc này dằn hơi còn dữ dằn các bạn. Đạp nghe sướng ha. Maxi Verusen 690 RU. Gần ăn sáng hới luôn. Lắp thôi vậy luôn đi. Quá trời trồng gian đùi nó rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn nha. Chiếc này cái mùi y như là xe của Nam. Y như xe của Nam ha, y như xe của Nam chiếc 675 nha. Chắc xong sớm mà. 9:50 rồi. Bữa nay 9:50. 11 giờ tiếng nữa. Ô tiếng nữa, chắc tiếng nó cũng gần xong rồi. Bữa nay từ sáng tới 11 giờ người lấy 6 xì rưỡi nha. Dễ ăn quá ăn. 6 mẫu rưỡi thì 1.950.000 chia ra chia 3 ra người 6 xì rưỡi. Này là không ngâm luôn ha. Có người ngâm vài tiếng. Ngâm vài tiếng thì mau lên hơn ha. Vậy là này đi xuống dưới là cái đầu mình bắt cái mí giữa đó mình dạy giấy xuống dưới kia luôn rồi. À gãy dưới luôn. Đây anh gãy theo kiểu truyền thống hồi xưa nè. Tính ra mình gãy quen à thì nó cũng không có chậm hơn máy bao nhiêu ha. Đều có cái mắc công cái tay mình quơ hơi nhiều. Cực mỏi hơn chút xíu. Mà anh nó quăng máy cũng giá cũng 300 mẫu. Giá có sẵn rồi. Anh bạn áo vàng cái đầu nhìn lên phim nổi ghê luôn. Nãy không làm 1-2 ly nên tao quăng cho nó có lực. Đã giờ mệt quá không nổi luôn. Có 3 người quăng ha. Tính ra quăng giỏi ghê luôn. Xuống cái này nữa là 3 người quăng trên 5 mẫu rồi. Còn xuống cái này nữa là còn mẫu nữa, không tới mẫu nữa. Không tới mẫu nữa là giáp rồi.
Thảo vàng xong bây giờ tới Âu Đỏ. Chơi quằn tay luôn ha, không cần quằn hai tay. Quằn hai tay là cũng quen không anh? Quen. Không quen là quằn không được. Mà dân tên mình ta số thấy quằn hai tay nhiều lắm. Tới đây ra đầu là lấy giống ha, lấy giống đi dài xuống dưới. Cành hay hả? Cành vừa tới đây là hết đến hết giống. Rồi bây giờ bắt đầu xới lấp nha các bạn. Cho nó vào miếng nước. Chạy xuôi chạy ngang à. Hai đứa không đứa nào mình khẩu trang hết á. Răng nó muốn rụng rồi. Chạy qua đầu bên kia, xuống nha. Chạy qua đầu bên kia lắp xuống. Rồi bây giờ hai chiếc chạy tranh thủ xới lấp 6:30 nha các bạn. Thấy vậy chứ cũng lâu chứ mấy mau đâu, tại vì hồi sáng á, thì sáng xới nó nặng hơn, nó chậm hơn, thì bây giờ xới nhanh hơn chút ha. Hồi sáng Khang nói xới từ 4 giờ chạy một chiếc 6:90 rồi xong rồi sáng 5 giờ mấy rồi chiếc kia mới ra. Bây giờ là giờ 10 giờ ha, 10 giờ rồi. Hơn 10 giờ chứ. Bây giờ là 10 giờ mười mấy phút rồi. Nhưng mà xới lấp cái này chạy rất nhanh. Tại vì đất nó đã bằng liền rồi, chạy đạp cũng nhanh nha các bạn. Lấp. Thì ra số anh em Tân Ninh thì xới xạ khô rất nhiều nha, lấp kiểu này rất nhiều nha. Lấp kiểu này thì giống nó lên rất đều luôn, nhưng mà quan trọng khi mà giống lúa nó lên rồi là phải có nước nha. Phải có mưa. Rất nhanh luôn. Chiếc này chạy cũng nhanh, nhưng mà đều con cái là cái bồ nó ấm quá, bồ quá ấm luôn.
thì nó lên như vậy nè. Đó, nhiều khi mấy bạn miền Tây là mình không biết xạ khô nó sẽ như thế nào ha. Đó, lắp giống mình là xới lắp không giờ nó lên như vậy nha các bạn. Vì đây là chỉ bây giờ vậy đây chỉ là hứng nước mưa thôi nha. Hứng nước mưa xong rồi mình làm cái bờ hứng nước mưa giữ lại nha, chứ không có lấy nước lên được nha các bạn. Kinh nước không queo nè, tại hứng nước mưa thôi nha. Rồi, thưa chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo nha. Rồi, bye bye các bạn.